cá này bao tiền một cân nhỉ? Dạ. Cá này bao tiền một cân? 100. 100 à? Một cân. Tức là ba con là bao nhiêu cân? 2 cân 8 à? 100 một cân. 10万元人民币 đối với 1公斤 还可以。我今天摸摸光，干能，没张吧？ đúng rồi, người ta nấu sẵn rồi. 这是叫八块。cá thì cá đồng, còn cá chuối mà nó cá nuôi. vâng. cá thì từ từ đi nó giờ đi kiếm rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? 30 à? Em làm nghề gì ấy? Dạ. Em làm nghề gì? Công nhân. Công nhân à? Ở chỗ nào? Lễ Môn. Ờ, công ty chỗ nào ấy? Công ty Sơn Tết. Ồ, tức là thua nhà nước nào ấy? Dạ. Thua nhà nước nào ấy? Dạ. Ý là công ty có phải là... Người Trung với người Đài. Người Đài á? Người Trung. Người Trung. Là công ty tên hả? Giám đốc là San Su Hoán. Nhưng mà công ty tên là gì? San Z. San Su Z đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tên này, tên của công ty là gì? Là tên đó luôn. Hả? San Z. San Z. Chàng là miếng gì đó sao? Công ty á. Ít tên. Đúng rồi. Trung Z. Sun Z. Ừ. Là công ty Đài Loan đúng không? Vâng. Ai bảo là công ty Đài Loan mà. Đúng rồi. À. Nhưng mà em không biết tiếng người lần sau làm được. Nó là khu công nghiệp cả Lệ Môn, chỉ có một cái đó thôi. Ồ. Chỉ một cái công ty đó, tên đó thôi. Vâng. Ở bên này có nhiều công ty Đài Loan không? Ờ. Có hai chi nhánh lớn. Ừ. Cả Lê Môn, Hoàng Long. Vâng. Công ty của em có bao nhiêu công nhân nhỉ? Công ty có ở đây là hơn 10.000 công nhân. Không 10.000 á? Tức là sản xuất dê đúng không? Vâng. Ừ. Công ty có ăn có ở không? Đã. Có ăn có ở không? Người ở xa thì là trợ cấp 150.000. Còn ăn tiền, vâng. 150.000 là 15.000. 150.000 là một tháng. Ừ. Phụ thiết. Tuy nhiên là chút thời gian. Đó là người ở xa. Nhưng mà quá ít mà. Nhà thuê nhà về 500. Đây chỉ có 150.000 thôi. À, công ty Đài Loan đúng không? Hắn là thuộc vào Trung Quốc rồi. Nhưng mà chưa đi là cũng ăn là 20.000. Hiểu rồi, ý là công ty Đài Loan lũ làng ở bên Trung Quốc. Bây giờ gì sang Việt Nam đúng không? Ồ. Thế. Tiền xăng 15.000 thôi. Tiền xăng là tiền xăng bao nhiêu? 15.000. 15.000 một ngày hay là một tháng? Một tháng là 390.000. Ồ, ý là một hôm, đúng không? Một hôm tiền xăng là 15.000. Là tiền ăn có không? Tiền ăn là 502. Một tháng. Ở 502 một tháng vẫn được. Như bên này thuê nhà thì một tháng sẽ bao nhiêu nhỉ? 150 thôi. 150 có thể thuê tại nhà? Vâng. Không, tức là tiền bổ thuê nhà đúng không? Vâng. Đấy là nhưng mà dành cho những người ở xa thôi. Ừ. Còn người ở gần, ví dụ như nó là không được, khác huyện. Ừ. Ví dụ như ở huyện Kha hiểu rồi, ở huyện Kha sang huyện này làm. Vâng. Nhưng mà thuê nhà ở bên này, ở cần công ty của em thì từng vẫn tám trăm. Là chưa nói chưa gì. Đúng, chưa đủ đâu. Phải tìm những đồng nghiệp đúng không? Ừ, xung với nhau. 他们租房啊，大概周围是80万。一个月才15万。 对啊，他这个补贴15万。补贴15万，对不对？我这个啊，补贴15万。lương bao tiền một tháng này? Lương cơ bản là 4 triệu mốt. 4 triệu mốt. Người mới. Vâng. Công nhân mới. Công nhân mới.
thì công nhân cũ ở tùy thôn năm. Vâng. Thì bao lâu thời gian tăng lương một lần? Tùy lúc nào tùy. Có công văn của nhà nước thì đi là được. Vâng. Thôi. Tăng ca bao tiền một tiếng nhỉ? 30. 30.000 một tiếng được không? Ui, tốt hơn nhiều rồi. Em có biết không, ăn ở Hà Nội á, người ta sinh viên đại học, ui làm thêm một tiếng chỉ có mấy đáng gì thôi, 20.000 nhỉ, một tiếng đồ hồng. Thì ý là lấy cái này em bù sang cái kia mà. Ừ, không bằng công nhân đâu. Này. Nói chung một tháng mà đi đều 26 ngày. Đúng rồi. Là được, như em là được 8 triệu. Vâng. Là trừ bảo hiểm, trừ công đoàn. Rồi các bảo hiểm thì chưa bao lâu, bao nhiêu tiền đấy? Như công nhân mới là 400. Không 400. Gần 450. Ừ. 402, 403 gì đấy. Ồ, thấy. Còn công nhân mới là chờ hơn 500, gần 600 rồi. Vâng. À, công nhân cũ. Ơi. Sao? Ê, cho chú uống một miếng nhá. Ê, không được ho. Không được ho. Dễ thương quá. Em có bao nhiêu con? Chỉ có một à? Quá dễ thương quá. Này không được hò nhá. Như là Dương ơi. Con tên là gì? Con tên là gì? Như. 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 Ừ, yêu dễ thương. Ngọc Như. Ngọc Như. Ừ. Ờ, một hôm làm việc bao nhiêu tiếng đồng hồ? Mấy ngày làm việc bao nhiêu tiếng đồng hồ á? Cả tăng ca là 11 tiếng 5. 11 tiếng 5. Ừ. Nếu bình thường là làm 8 tiếng đúng không? Vâng, 11 tiếng 5 là làm 2 tiếng rưỡi thành 3. Nhưng mà làm ở nhà máy sẽ tùy ca đúng không? Tùy theo ca. Có mấy ca? Có 3 ca. 3 ca. 8 tiếng 1 ca đúng không? 8 tiếng 1 ca. Không, ý là vô ca tranh nhau có tầm tiếng thôi. Ừ. Thế là được. Cô chỉ có mỗi mình làm bên đấy là ngày đi 2 ca, ca đêm ca ngày. Vâng. Thấy rồi. Thì một tuần nghỉ bao nhiêu hôm nhỉ? Dạ. Công ty một tuần nghỉ bao nhiêu hôm? Một ngày. Một ngày á? Thế là theo lộ của Việt Nam à đúng không? Vâng. Ừ, tiêu nhớ nhau. Em thấy làm việc ở bên kia như nào ấy? Đó. Em thấy làm việc ở bên nhà máy Đài Loan như nào? Hả? À? Bình thường. Bình thường á? Thì làm ở động có cái áp lực của nó thôi. Ui, em có biết không, ở Thương Hóa có nhiều người làm ở bên Đài Loan. Ở bên kia lương cao hơn. Thì tất nhiên là đi nước ngoài cao hơn. Ừ, kia lương cơ bản là 20 triệu một tháng. Nếu tăng ca là 130.000 một tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi nước ngoài tất nhiên đi nước ngoài lương phải cao rồi, lương phải khác rồi. Ừ. Là nhiều người Việt Nam làm 3 năm, 4 năm về Việt Nam. Sau đó mà ta xây dựng nhà quá đẹp luôn. Cần thế em? Ở đây chuẩn bị nè. Ừ. Ở bên chỗ em có công ty anh ta cũng chi nhánh của người Trung nè. Đang mở làm khi mình bên đế đó. Kép đế đó. Em có muốn đi Đài Loan làm việc không? Xin việc làm không? Đó. Em có muốn đi Đài Loan xin việc làm không? Hả? Không. Lương cao hơn ấy. Lương cao hơn. Cao hơn Việt Nam 5 lần 6 lần một tháng. Ý là công ty đưa đi hay là sao? Có người giới thiệu. Nhưng mà không biết tiếng. Nhưng mà phải biết tiếng. Nhiều công ty giới thiệu ấy sẽ giá trị cao hơn, chi phí giới thiệu quá cao. Có người thân hoặc là bạn bè giới thiệu sẽ không mất tiền đấy, có thể sang kia làm việc. Bên kia lương cơ bản là 20 triệu một tháng, sau đó cùng bảo hiểm có nhiều thứ. Trung chi làm công việc gì? Hả? Tôi làm gần đấy thôi. Vẫn làm gần đấy à? À, hai chồng và là hai chồng và vợ này tiêu đi. Là một tháng hơn 50 triệu một tháng, hai chồng và vợ tiêu đi. Thế chỉ là lương cơ bản và tăng ca nữa thì hai chồng và vợ. Không ai trông con. Không ai trông con mà.
Châu chị gái. Chị gái ở nhà mà. Chị gái bạn lắm. Ôi ôi chị gái, chị gái kính nhiều điện lắm. Chị gái phải luôn. Nà, một con là chân sóc, hai con cũng thế. Này, chị làm hết luôn. Vẫn vậy. Chân sóc con có hổ ấy. Đúng không? Em có muốn học tiếng không? Dạ. Em có muốn học tiếng không? Học tiếng Trung không? Ừ. Nhắc lắm. Ơi, hiểu biết tiếng điện lời hông ấy. Này, lũ, nhớ là chị của em. Muốn kinh doanh có thể thân thiện không? Con mấy tuổi rồi em? Bằng su beo. Bằng su beo à? Còn 2 tuổi à? Vâng. Tại sao su beo câu như thế nhỉ? Chứ ai? Để trước là su beo. Ồ, trước là su beo á.